Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật để fix cái lỗi mà màn hình máy tính bị đảo ngược hoặc là bị xoay ngang như này. Đấy. Thì cái này là do cũng có thể lỗi là khi các bạn vô tình chạm vào cái tổ hợp phím thì là nó sẽ bị xoay ngược cái màn hình như này. Thì những lúc như này thì rất là bất tiện, ở cái là khi mà các bạn di chuột như này thì gần như là nó bị ngược. Thế khi các bạn di chuột xuống như này thì cái con chuột nó sẽ đi lên, và khi di chuột lên thì con chuột nó sẽ đi xuống, và ngược lại là như thế, ở bên trái bên phải thế, thì nó rất là bất tiện, các bạn không thể làm gì được. Các bạn, nhưng mà trong trường hợp này các bạn xử lý rất là đơn giản, là các bạn sẽ nhấn tổ phím là Ctrl Alt D này, và kết hợp với một cái phím mũi tên nữa để cái phím mũi tên lên nhé, và ấn này, đấy thì cái màn hình nó sẽ trở lại bình thường như cũ như này. Thì cái này thì các bạn cũng có thể là dùng cái trò này đi cho người khác, cái màn hình của người ta đang bình thường như này thì các bạn hãy nhấn tổ phím Ctrl Alt D này, giữ tổ phím này nhé, và các bạn nhấn thêm một cái phím mũi tên nữa đó, mũi tên xuống thì nó sẽ xoay ngược lên, và mũi tên bên phải thì nó sẽ xoay sang bên phải, bên trái nó sẽ xoay sang bên trái như này đó. Thì cái trò này cũng khá là vui đấy. Nhưng mà các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái này để trong trường hợp mà các bạn có bị xoay cái màn hình thì các bạn có thể quay ngược cái màn hình trở lại như cũ. Đấy, các bạn nhớ nhé, là cái phím tổ hợp phím là Ctrl này, An này và D, kết hợp với một cái phím mũi tên nữa. Đó, thì là nó sẽ quay lại cái màn hình như cũ như này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.